Xin chào mọi người, cuối cùng thì mình đã quay trở lại với cả công cuộc làm video trên YouTube. Như các bạn có thể thấy thì dạo gần đây mình có hơi lười làm những nội dung liên quan về ảnh phim. Và nhân dịp cái lần trở lại này thì chúng ta sẽ cùng review về một thứ liên quan tới ảnh phim thật là đặc biệt để chúng ta có gọi là đổi gió một chút nhé. Trên tay của mình đây là chiếc Yashica Electro 35GX và nó được mệnh danh là một trong bốn chiếc máy ảnh Rainfinder huyền thoại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là nó có gì đặc biệt, thú vị và nó có thật sự là đáng để sở hữu hay không nhé. Trên tay của mình đây chính là chiếc Yashica Electro 35GX. Và chỉ cần nghe qua cái tên thôi là các bạn có thể đoán được là chiếc máy ảnh này cần có điện để sử dụng được, hay là nói cách khác là nó cần phải có pin ấy. Lắp pin vào đây thì chúng ta mới có thể full được các cái chức năng ở trên chiếc máy này. Chiếc máy ảnh này chính là dòng máy Rainfinder cực kỳ là nhỏ gọn. Và bên cạnh đó thì nó sẽ sử dụng loại phim 35mm. Cái dòng máy Yashica Electro 35 này thì nó có rất là nhiều biến thể, khởi đầu vào những năm 1966 với chiếc máy ảnh đầu tiên, và sau đó là rất nhiều phiên bản khác với những cải tiến tốt hơn, ví dụ như là 35G này, 35GT, GS hay là GSN. Chiếc máy 35GX này thì được sản xuất tại Nhật Bản vào những năm 75-80. Mặc dù là cái tuổi đời nó khá là cao, mấy chục năm rồi, nhưng mà nó vẫn giữ được những cái vẻ đẹp của nó. Đặc trưng của những cái dòng RF này thì đa số là chúng ta sẽ không thể nào tháo được cái ống kính này ra, và chúng ta chỉ cố định một tiêu cự ở trên thân máy này thôi. Trừ trường hợp là bạn muốn bửa nó ra thì chúng ta vẫn có cách để có thể cậy nó ra được. Một trong những điểm mình rất thích ở chiếc máy ảnh này đó chính là nó có thiết kế đẹp này, nhỏ nhẹ và chúng ta có thể mang nó đi khắp mọi nơi. Bản thân mình thì mang nó đi du lịch này, đi chơi rất là nhiều và chưa bao giờ mình cảm thấy nó bị vướng vì cái thiết kế của nó cả. Nhưng mà cái thiết kế này thật sự là nó chưa kiểu công thái học cho lắm, bởi vì là cái phần báng cầm này nó cứ phẳng lì ấy. Thế nên là chúng ta sẽ không có một cái tay cầm nào ở đây cả. Nếu như bạn muốn có một cái tay cầm thì chúng ta phải in 3D để chúng ta có một cái tay cầm ở đây thôi. Chứ thực sự là mình cũng không thích cái kiểu cầm của cái chiếc máy này lắm. Nó hơi mỏi tay, và đối với ai mà có tay còn to hơn ấy thì cầm nó sẽ hơi khó chịu đấy. Ống kính của chiếc RF này là 40mm f1.7. Với tiêu cự và khẩu độ này thì khá là phù hợp để bạn có thể chụp nhiều thể loại như là chân dung này, đường phố hay là phong cảnh. Với khẩu độ 1.7 như thế này thì bạn hoàn toàn có thể chụp ở những điều kiện khó như là thiếu sáng này, hay là trời nó hơi tối một tí là chúng ta hoàn toàn có thể vặn đến 1.7, nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái tốc độ nó gọi là an toàn để chúng ta có thể chụp. Có một điều khá đặc biệt đó chính là khi bạn vặn tới cái f1.7 ấy thì màu sắc chi tiết ở bức ảnh của các bạn nó vẫn lên một cách rất là sắc nét. Và đây chính là một trong số những bức ảnh mà mình đã từng chụp với chiếc máy ảnh này, và kết quả mang lại cho mình thì khá là ngạc nhiên. Và tiện thể khi mà đang nói tới vấn đề sắc nét thì cái chiếc máy ảnh này nó có một cái hệ thống lấy nét khá là đặc biệt, đó chính là lấy nét theo điểm vàng. Tức là bạn đưa máy đến đâu thì sẽ luôn có một cái hình ảnh mờ mờ đi bên cạnh. Nhiệm vụ của bạn đó chính là vặn cái vòng lấy nét sao cho cái hình màu vàng này trùng với cái hình mà đang ở giữa cái khung ngắm của bạn, tức là cái hình ảnh đó đã được lấy nét. Đặc điểm của kiểu lấy nét này thì nó rất là nhanh, chính xác và gọn gàng. Nhưng mà đánh đổi lại thì sẽ có một vài chiếc máy nó sẽ không được bảo quản một cách kỹ càng, cẩn thận. Thế nên là cái điểm vàng nó sẽ bị mờ theo thời gian. Và khi mà các bạn chọn mua những chiếc máy RF như thế này thì các bạn phải kiểm tra cái phần điểm vàng đấy ở trong cái phần kính ngắm của chúng ta ấy. Vì đây cũng là một bộ phận khá là quan trọng, thế nên là chúng ta hãy kiểm tra một cách kỹ lưỡng nhá. Thông thường ở một chiếc máy phim SLR ấy, chúng ta sẽ có một cái vòng để chỉnh tốc độ này, và một cái vòng để có thể chỉnh khẩu độ ở trên ống kính. Nhưng với chiếc máy ảnh này thì chúng ta sẽ không có cái vòng chỉnh tốc độ đâu, mà chúng ta chỉ cần chỉnh cái khẩu độ mà chúng ta mong muốn, và cái máy này nó sẽ tự tính ra cho chúng ta một cái tốc độ phù hợp để chúng ta chụp ra bức ảnh nó không bị cháy sáng cũng không bị thiếu sáng. Cái kiểu hoạt động này thì nó cũng tương tự như cái chế độ ưu tiên khẩu độ ở trên những chiếc máy ảnh digital hiện nay ấy. Và chiếc máy ảnh này thì nó sẽ có tốc độ trải dài từ 4 giây cho tới 1/500 giây là nhanh nhất. Để có thể sử dụng chiếc máy ảnh này thì bạn sẽ lật cái máy lên này. Ở phía dưới ống kính chúng ta sẽ có một cái cần gạt. Thì ở cái cần gạt này đó chính là cái phần chỉnh ISO. Và chúng ta sẽ cùng xem thử cái cuộn phim chúng ta đang ở ISO bao nhiêu. Thì chúng ta chỉ cần chỉnh nó về ISO đấy thôi. Và chúng ta sẽ cần ấn nó vào cái chốt này, sau đó chúng ta xoay. Và sau đó thì máy nó sẽ dựa vào cái phần ISO đấy, cũng như là dựa vào cái phần khẩu độ mà chúng ta chọn ở đây, để nó đưa ra một cái tốc độ màn chập phù hợp nhất. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là làm cách nào để chúng ta chọn ra được một cái khẩu độ phù hợp cho từng cái không gian cũng như là từng cái mức độ ánh sáng khác nhau. Và ở phía trên của máy chúng ta sẽ có hai cái đèn báo, một cái màu cam và một cái màu đỏ. Và cái mỗi cái màu cam màu đỏ này thì nó sẽ từng với một cái mũi tên. Khi mà các bạn lên cần gạt này đó thì các bạn sẽ ấn nửa cò để xem là cái đèn báo ở trên chiếc máy này nó đang hiện màu gì. Ví dụ nó hiện màu đỏ thì các bạn phải vặn cái phần khẩu độ này về phía cái mũi tên màu đỏ.
Còn khi mà nó hiện cái màu cam ấy thì chúng ta sẽ phải vặn cái phòng khẩu độ này về hướng có cái mũi tên màu cam để chúng ta thay đổi khẩu độ làm sao để cho cái đèn báo này nó không xuất hiện nữa. Thì tức là chúng ta đã chọn ra được một cái khẩu độ phù hợp, cũng như là máy cũng đã chọn ra được một cái tốc độ phù hợp để chúng ta có thể chụp ảnh. Theo như bản thân mình đánh giá thì đây là một cái cách sử dụng nó hơi rườm rà, mất thời gian một chút. Bản thân mình vẫn thích sử dụng những chiếc máy SLR mà nó có thể thay thế được lens này, cũng như là nó có thể chỉnh được tốc độ khẩu độ theo cái ý mong muốn của mình. Vì như vậy mình có cảm giác an toàn, cũng như là mình có thể kiểm soát chiếc máy này 100%. Mà những chiếc máy này thực sự là tuổi đời nó cũng khá là cao rồi, thế nên là đôi khi nó vẫn sẽ ra những bức ảnh nó không được là hoàn hảo cho lắm. Vì tuổi già sức yếu rồi mà. Có một điều nữa mà các bạn phải chú ý khi mà chọn mua những cái dòng máy Rainfader này, đó chính là cái phần ống ngắm của chúng ta. Cái phần mà view ngắm này này và cái phần ống kính, nó là hai cái khung hình hoàn toàn khác nhau, và nó không hề được nối với nhau bởi một cái gương lật như là những cái dòng SLR đâu, mà chúng ta sẽ phải hơi căn căn góc một chút. Ví dụ chúng ta nhìn ở đây thì hình ảnh nó đang ở giữa, nhưng mà nó sẽ hơi lệch bởi vì là ống kính của chúng ta ở đây mà. Thế nên là đôi khi chúng ta phải hơi đưa máy sang một chút so với những gì mà chúng ta nhìn thấy. Thế nên là đây cũng là một cái nhược điểm mà dành cho những bạn mới tiếp cận với những ảnh phim. Ở phía trước và ở phía trên của chiếc máy thì khá là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đáy của chiếc máy này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ ốc 1/4 inch để chúng ta có thể gắn được vào tripod này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái khoang chứa pin. Và để mở được cái khoang này, chúng ta chỉ cần cho ngón tay ở đây xong gạt này. Đấy, thì nó sẽ ra. Và cái viên pin mà máy sử dụng đó chính là PX640. Đây là một loại pin đã ngừng sản xuất rồi, thế nên là chúng ta phải tìm một cách khác để có thể sử dụng chiếc máy này. Bạn sẽ cần mua một cái loại pin, nó là LR44. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái khoang chứa pin. Thì chúng ta sẽ lắp hai viên pin LR44 vào đây. Và bên này thì chúng ta sẽ lấy một cái tờ giấy bạc, chúng ta nhét ở đây này. Và chúng ta sẽ sử dụng được chiếc máy này một cách rất là bình thường thôi. Trên đây là video review của mình về chiếc Yashica Electro 35GX. Một chiếc máy có thiết kế đẹp này, nhỏ gọn này, cách sử dụng cũng gọi là tương đối là đơn giản. Và nó cũng khá là phù hợp cho những ai mới tiếp cận với cả nhiếp ảnh phim. Vì nếu như bạn không muốn học quá nhiều thông số thì chiếc máy ảnh này thực sự là sự lựa chọn hàng đầu của bạn đấy. Bên cạnh đó, nếu như bạn muốn săn tìm nhiều phiên bản khác của dòng máy Electro này thì bạn có thể ghé thăm tới Shutter Shop, địa chỉ là 55B Phan Chu Trinh, Hà Nội. Và link của fanpage thì mình đã để ở dưới phần mô tả của video rồi nhé. Nếu như video này hữu ích với các bạn, đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào. Thank you.